đây mình nuôi ngang á, lắp đúc có cầu bay đi luôn đó, không qua lắm để qua anh cái đèn trước rồi sân bay luôn đúng không, về dán keo rồi đúng không, đúng rồi, đơn giản mà nó nhẹ không mà kể ra mà đẹp nha em, tháo hàng nghìn người ta dán vào chùa cho đẹp luôn, nó ngồi chân hơi kệ nó cái lắp trong ở dưới rồi. Đây, lắp đứng cốc gầu phanh Hilo các bạn nhá. Đây, lắp cốc gầu phanh Hilo. Cái này là lắp cốc gầu phanh các bạn nhá. Đó. Em bật luôn đi. Tay luôn. Đây xe rồi, xe rồi. Chưa đủ xe. Đó. Đấy các bạn ơi. Đấy, cốc lắp gầu phanh các bạn nhá. Đó, rất đơn giản luôn. Cái này thì kiểm chấp nhiều như là do quá trình mình đổ dầu phanh ấy, xong các bạn xịt vào cái dốc ấy, đóng nhau nó bình thường anh ấy đâu á. Ok các bạn nha, lắp cốc dầu phanh Hilo đó, Hilo F500 cái này QDR đó, toàn bộ cái lắp mà đựng dầu phanh của Hilo mà làm ở cái sườn xe các bạn này thì nó chung một đời các bạn nhá, chung một đời thôi. Đây của em trai thì lở bung bét thôi các bạn này. Đây các bạn này, của em trai bị lở bung bét luôn này. Không hiểu sao lở 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 to kinh quá đi quên mất 250 đúng rồi, anh yêu em, anh cảm ơn nhá, có gì alo cho anh. Đây các bạn này, đây em bị lở bung bét cái răng này, cái răng này là chắc có thể là mình xoáy nó bị kít vào đây ấy, thì nó lở thôi, chứ còn bình thường mình nghĩ là không hỏng được đâu đó các bạn ạ. Lở bung bét luôn này, có gì anh em nhé, ủng hộ cho mình nhá, lắp đựng cốc dầu phanh Hilo 15 tấn cùng một tô Nhật Đức. Thank you anh em rất nhiều luôn. Có gì các bạn nhớ ủng hộ cho mình theo số điện thoại 0978 23083, 0978 23038 cũng như là 02438516126.